Trải qua một năm đại dịch Covid-19, anh với em không ít khó khăn, nhưng mà sau rồi thì mọi chuyện cũng qua và cả hai cùng nhau có chung một hướng để bước đến, đó là thành hôn. Và nay đây rồi thì cả hai sẽ cùng về chung một nhà, hiếu thảo với cha mẹ, đặt ra nhiều mục tiêu sống trong tương lai hơn. Ngay đây thì cảm xúc anh đang rất là hồi hộp và chờ đón những điều sắp đến. Mình cũng sắp bước vào một cái chặng đường mới rồi, thì em cũng mong anh là chín chắn hơn cho bản thân, cũng giống như là mình bớt cái nóng tính lại. Còn về mọi thứ thì chúng ta sẽ cùng nhau xây đắp và cùng nhau phát triển cùng với nhau, để sửa những cái lỗi cùng với nhau và có một cuộc sống hạnh phúc với nhau sau này. Sau này mong anh sẽ yêu thương và chiều chuộng em hơn, tạo nên nhiều tiếng cười cho cuộc sống của chúng ta. Dạ, thì hôm nay cũng rất là cảm ơn gia đình nhà gái tạo điều kiện cho gia đình nhà trai để làm thủ tục. Hôm nay cũng được sự thống nhất và cái tình cảm quý giá của gia đình nhà gái với là gia đình nhà trai đã đồng ý để cho hai cháu Vinh và Giao sẽ nên duyên chồng vợ. Theo truyền thống thì cũng có cao trầu đầu. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. Đến giờ chúng ta làm lễ thành hôn cho hai cháu Vinh và Giao. Đến giờ phút này, chúng tôi xin tuyên bố là chính thức là hai cháu Vinh và Giao là chính thức là vợ chồng với nhau. Cháu. Hôm nay là chính hai họ lên, với cháu là hai con chính thức là vợ chồng. Thì ba mẹ, cũng như tất cả ba con hai họ, tức hai con, mạnh khỏe, và nhiều may mắn và xin được nhiều con. Trong dịp thành hôn của hai cháu, ông ngoại biểu qua thành hôn 100 triệu, ông ngoại cầm để tặng cho cháu Giao 50 triệu nữa.
20% suy nghĩ mà siêu dân. Con rất là hạnh phúc khi nghe giấy bút này được ông bà quan tâm thương mẹ thương cô, cầu như từ má. Con kính chúc ông ngoại và ba bình an vô sự, sức khỏe sống lâu trong tuổi. Để chăm con hạnh phúc. Cô Viên, con cảm ơn ai. Năm năm ông ngoại. Ba mẹ mong hai con là sống thành công. Nguyên giao đó là mày con phải là vô nghiệp tạo với gia đình, giúp gia đình để biết quý của bạn. Trong cái quá trình mà đi tới với nhau trăm năm một phút thì có nhiều trong đai thì mình đều xin những nhận nhịn và vượt qua tất cả để mà sống một cuộc sống hạnh phúc. Con cảm ơn bác Linh, cảm ơn bác Thành. Qua những giây phút vừa rồi thì hai đứa con rất là hạnh phúc. Và con xin một lần nữa cảm ơn con cảm ơn ông ngoại, cảm ơn bà, cảm ơn các ba mẹ. Dạ, các cầu gì, cô gì, chủ bác. Dạ, tụi con không biết nói gì hơn. Dạ, con cảm ơn mọi người.